Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Ngân hàng Ô tô và nhân hiệu Thành Xe Tốt. Hôm nay Thành sẽ gửi đến quý anh chị và các bạn sản phẩm vô cùng bắt mắt, vô cùng đẹp, vô cùng thời trang. Đứng ngay bên cạnh Thành đây, đó chính là chiếc xe mà Thành vẫn nói với quý anh chị rằng là đây là chiếc xe Mini Cooper, nhưng mà là giá lại giá bình dân. Một chiếc xe Mini Cooper xịn sò của Đức thì nó phải rơi vào tầm 2 tỷ, hơn 2 tỷ, hoặc là ít nhất là cũng phải gần 2 tỷ. Nhưng chiếc xe này, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, vô cùng ăn khách suốt thời gian nó ra đời tại thị trường Việt Nam vào năm 13, 14, 15, 16, 17, 18 và đến hiện nay vẫn ra đời nhưng thế hệ mới. Đó chính là chiếc xe Suzuki Swift phiên bản New Swift sản xuất 2021, động cơ 1.2 đang đứng bên cạnh Thành đây. Và chiếc xe này có gì như thế nào thì mời quý vị anh chị và các bạn cùng với Thành tản mạn đôi điều, cũng như là một số cái chi tiết mà Thành sẽ đưa đến cho quý vị anh chị ngay sau đây. Vâng, em Suzuki Swift này là một chủ từ đầu, chạy zin có 6.000 km mà quý vị anh chị nhìn thấy biển Hà Nội, biển cực kỳ đẹp. Nếu ở trong cái chính sách định danh hiện nay của nhà nước thì bây giờ quý vị anh chị và các bạn vẫn còn cơ hội để sở hữu chiếc xe này với cái biển số này. Đấy, vì vậy quý anh chị và các bạn nếu thực sự có nhu cầu thì hãy nhanh tay để sở hữu em nó. Và chiếc xe này đang được phối màu cực kỳ đẹp. Thành bật mí với quý anh chị là chiếc xe này nguyên zin của nó là màu đỏ, đã được chủ nhân lên toàn bộ hệ thống màu sắc ở bên ngoài bằng wrap. Wrap rất xịn sò, dán toàn bộ chiếc xe này cũng đâu đó lên đến tiền chục chứ không phải là đơn giản đâu quý vị anh chị nhá. Được phối rất là đẹp mắt. Và ở chiếc New Swift này so với những phiên bản 18, 19, 20 này nó có gì thay đổi không? Về hình thức bên ngoài thì vẫn được trang bị dạng đèn mắt xích như thế này, rất là đẹp. Logo mặt ca lăng dạng mũi hổ vẫn là rất là đẹp. Và đây là có thể nói là hình thang ngược đi, với cái đường mạ chrome ở giữa là không phải là màu đỏ nữa mà là màu mạ chrome luôn. Anh chị nhìn này, vẫn là đèn gầm halogen. Và đặc biệt ở cái la răng của chiếc 2021 này nó khác so với 18, 19 rồi, là la răng dạng lốc xoáy một chút, la răng mau hơn và dạng phay. Đường kính của la răng là 16 inch, 4 phanh đĩa đàng hoàng anh chị nhá. Gương vẫn gập điện và khóa một trạm thông minh vẫn có. Đấy, ở chiếc xe này thì ở đằng sau, đằng trước đều là đèn dạng LED. Đây, đặc biệt ở cái đèn hậu này Thanh rất là kết, bởi vì đi ban đêm thì nó sẽ có chữ C ngược này nổi bật lắm. Đi thì đã hiện ngay là cái thương hiệu gọi là của Suzuki rồi. Rất là đẹp luôn. Đây, màu nguyên bản của nó là màu đỏ, nhưng mà chủ xe đã đầu tư một số tiền khá là nhiều để dán chiếc xe này cực kỳ là đẹp luôn. Đây, và phần khoang hành lý, cái phần khoang lốp của nó này, lốp dự phòng chưa hạ, tất cả kích lốp típ rất là mới, chưa có một vết vặn nào luôn anh chị nhé. Vâng, chiếc xe có 6.000 cây thì đương nhiên rồi, không bàn về chất mà chúng ta sẽ chỉ bàn về cái đẹp hình dáng ở bên ngoài cũng như là cái giá của nó mà thôi. Nên là chiếc xe này Thanh cũng không cần nói là phải là cam kết gì là không tai nạn, không ngập nước, máy số zin cả, bởi vì đương nhiên rồi, chiếc xe này đã được dán phim cách nhiệt toàn bộ rồi anh chị nhé. Về chỉ việc đi thôi. Và màu sắc này là dành cho những chị em nào đang mong muốn mà bỏ số tiền ra để mua một chiếc Swift mà dán tân trang, thời trang lên cho chiếc xe thì không cần nữa. Quý vị anh chị hãy sắm ngay chiếc xe này đi là đã có thể là ok rồi. Chiếc xe này mang nội thất là nội thất ghế nỉ cực kỳ mới, hầu như ghế sau không có người ngồi. Táp đi cửa nhựa này, căng đét luôn anh chị nhá, căng đét luôn. Và ở bên trong chủ xe cũng khá là cầu kỳ, còn dán cả đen ở đây luôn. Đó, rất là mới luôn. Chiếc xe này ngồi ở đằng sau thì cũng khá là rộng rãi, mặc dù em nó được mệnh danh là chiếc xe phân khúc hạng B hatchback. Đây, trần rất là mới của nhà Suzuki. Chiếc xe này là phiên bản New Swift, được thế giới cũng như các nhà chuyên môn đánh giá nó là một chiếc xe mang trong mình nhiều giá trị. Ở đây đó là gì? Về mặt thời trang này, và chưa từng có một chiếc xe phân khúc hạng hatchback hạng nhỏ như thế này mà lại được làm với cái dáng thể thao bắt mắt và độ quay trở rất là linh hoạt.
mà được đánh giá giống như là không phải là một chiếc xe mini nữa, mà một chiếc xe này là một chiếc xe mà giống như chiếc xe hạng sang, anh chị nhé. Nếu quý vị anh chị bớt chút thời gian đọc các tạp chí thì sẽ thấy là chiếc xe này như thế nào. Và đây, ở phần cửa là được bố trí khóa thông minh một chạm này. Và bên trong này, ở phía đằng trước này, mạ chrome rất là màu xám, rất là xịn. Các cái nút bấm ví dụ như là cục gương này, khóa cửa này, khóa kính này, auto này, đầy đủ hết anh chị nhé. Nhựa cũng khá là chắc chắn. Bước vào trong ghế lái thì quý vị anh chị nhìn ở đây là ghế được, vẫn là được trang bị ghế cơ. Đấy, ghế cơ rất là linh hoạt. Đặc biệt hơn, Thanh bật mí cho quý vị anh chị và các bạn, đó chính là cái vô lăng của thế hệ 2021 này. Nó cũng được thiết kế là dạng vừa nhựa này, mạ chrome xám đen này, vừa là da này, vừa là có điện thoại rảnh tay Bluetooth này, âm lượng này, và tra thông tin ở trên mặt táp lô đồng hồ này. Đặc biệt hơn là chiếc xe này cũng có cruise control. Với một chiếc xe đời 2021 mà lại phân khúc này mà được trang bị cả ga tự động thì đây là một cái bước tiến khá là tuyệt vời đối với dòng xe mà dành, mọi người vẫn nói rằng dành cho chị em đi chợ hay là chở con. Hơn nữa, chiếc xe 2021 này thì đã được lên cái màn hình to này. Màn hình này nó so với cái màn hình cũ kia là nó to hơn rất nhiều. Màn hình này khoảng 10 inch. Chiếc màn hình cũ của cái đời 2018-19 nó chỉ khoảng 7 inch thôi anh chị nhá. Hộp số là hộp số dạng vô cấp CVT, đi cực kỳ mượt mà. Và động cơ 1.2 nhưng nó mang trong mình khối động cơ khoảng 87 mã. Chạy vô cùng ấn tượng. Chạy không trễ mà cũng không quá là sốc. Vì vậy quý vị anh chị hoàn toàn yên tâm để những người cầm lái là người mới cũng có thể yên tâm và an toàn. Và đặc biệt này, xe cũng được bố trí đèn trần này ở đằng trước này. Và ghế này là ghế dạng ghế nỉ nhá. Ghế nỉ này thì nó có cái đặc trưng của nó là mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Vì vậy quý anh chị và các bạn hiểu luôn là không phải tự nhiên mà các cái xe nhập khẩu người ta hay làm ghế nỉ đâu anh chị ạ. Đó. Còn ghế da thì về Việt Nam nó cũng xịn sò và nó đắt giá hơn và nó đỡ bẩn hơn thôi. Đó. Và Thanh bật mí quý anh chị, ở trong cái khối động cơ là trái tim của chiếc xe này, nó là mang khối động cơ 1.2 AT, tức là 1.2 là số tự động 4 xi lanh thẳng hàng. Đó, 87 mã. Máy nổ cực kỳ êm anh chị nhá, vô cùng kinh tế, chiếc xe này ăn xăng cực kỳ ít anh chị ạ. Nó loanh quanh có những lúc nó chỉ lên đến hơn 4 lít thôi. Đó, và đây là toàn bộ dấu má của nhà máy thì còn nguyên rồi. Đây, xe là nguyên zin của nó là màu đỏ. Vì vậy ở trong lồng khoang động cơ này nó là màu đỏ. Ở ngoài là đã được dán quáp màu vàng. Và đặc biệt biển số cực kỳ đẹp. Chiếc xe này thì chưa một lần va chạm tai nạn hay cái gì cả anh chị nhá. Về cái đã được chủ nhân mới chạy có 6.000 cây, sơn zin 100%, đã lên quáp, tốn hàng tiền chục rồi. Vì vậy anh chị hoàn toàn yên tâm. Và đi trong đêm, chiếc xe này so với những phiên bản đời cũ là đã được cải thiện rất nhiều về ánh sáng, đặc biệt là đôi mắt bồ câu, và Thanh vẫn nói là mắt xích rất là đẹp. Tất nhiên là tùy vào cái cảm nhận cũng như là tùy vào sự so sánh của mỗi người. Tuy nhiên đứng ở phương diện cá nhân của Thanh thì thấy là một cái đôi đèn cực kỳ là đẹp. Đó, rất là chất projector, tập trung ánh sáng, cấy ghép với cả giải LED báo lái ban ngày cực kỳ xịn sò anh chị nhá. Chiếc xe này phải nói rằng là có rất nhiều tiện ích, đi cực kỳ kinh tế và luồn lách phố xá đỗ rất là dễ với cái tình hình đô thị hiện nay. Và chiếc xe này đang được chào bán với giá 555 triệu có thương lượng thoải mái anh chị nhé. Một lần nữa thì Thanh xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video báo giá về chiếc xe Suzuki Swift sản xuất 2021 nhập khẩu Thái Lan 1.2 New Swift ngày hôm nay của Ngân hàng Ô tô và Thanh Xe Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu quý vị anh chị và các bạn cần tư vấn thì hãy call ngay cho Thanh. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại.